Nếu để kể về một trong những sản phẩm đồng hồ biển sở hữu nhiều giai thoại và câu chuyện thú vị nhất, chắc chắn bộ sưu tập Nautilus đến từ đại gia đình Patek Philippe phải là cái tên nằm ở vị trí top đầu. Lấy cảm hứng từ con tàu Nautilus trong tác phẩm nổi tiếng Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, người ta thường hay đùa rằng bộ sưu tập Nautilus vẫn còn đang nằm trong hành trình tìm kiếm Nemo, những người xứng đáng để làm chủ những chiếc đồng hồ này. Chính vì câu chuyện thú vị trên, hôm nay Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu đến quý khách một trong những thiết kế Nautilus sang trọng nhất mà Patek Philippe từng chế tác. Patek Philippe Nautilus 5980 là một mẫu đồng hồ mang khuynh hướng thể thao cá tính. Patek Philippe Nautilus 5980 được thiết kế hoàn toàn với phong cách năng động và tối giản bậc nhất. Toàn bộ tổng thể thiết kế nhìn chung bao gồm bộ vỏ khung được gia công theo hình nhện tròn, hình ảnh được lấy cảm hứng từ những ô cửa sổ du thuyền. Thêm vào đó nhờ sự góp mặt của chất liệu vàng hồng, bộ vỏ bỗng chốc trở nên sang trọng hơn, tôn lên nét đẹp quý phái thời thượng đầy mê hoặc. Kế đến là vành bezel cực kỳ xuất sắc mà Patek Philippe chế tác riêng cho chiếc đồng hồ này, vẫn tuân theo tôn chỉ đơn giản mà hiệu quả. Phần vành bezel của mẫu đồng hồ này cũng hoàn toàn được chế tác từ vàng rogol, yếu tố tạo nên sự đồng nhất và hài hòa. Chưa dừng lại ở đó, những người thợ chế tác nhà Patek Philippe còn đặc biệt khéo léo vát cạnh phần vành bezel, giúp mẫu đồng hồ này trở nên cá tính hơn. Điểm nhấn chính của chiếc đồng hồ này được nhà Patek Philippe dày công thiết kế và đặt ở phần mặt số. Mặt số của đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5980 có thể nói là sự kết tinh của công nghệ chế tác đỉnh cao và sang trọng tột bậc. Với tông màu đen sẫm, toàn bộ hệ thống cọc số, bộ kim chỉ giờ, hút, dây cùng mặt số phụ chronograph đều được nhấn mạnh đầy tinh tế, cân đối và khoa học. Cuối cùng, để hoàn thiện mẫu đồng hồ con cưng của mình, Patek Philippe cũng không quên tặng cho một cỗ máy thời gian. Một bộ máy cơ với hiệu suất hoạt động ổn định là bộ máy tự lên dây cót CH28-520C-522 gồm 35 chân kính cho khả năng vận hành chính xác ở tần số 28.800 VBH với mức dự trữ năng lượng lên đến 55 giờ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.